mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Đến với lại Bất Động Sản Nhà Tốt, mọi người có rất là nhiều sự lựa chọn cho mình. Với những cái căn nhà chỉ từ 1,3 tỷ đồng, với thiết kế là 4 hoặc 5 tầng đều đã có sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Hiện tại vị trí của em Ánh đang đứng là phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và hôm nay trong video này, em Ánh sẽ quay gửi tới mọi người một cái căn nhà của nhà dân gửi bán, giá là 2 tỷ 750 triệu, cách vị trí em đứng khoảng tầm 500 mét thôi mọi người nhá. Xin mời mọi người đi theo em hướng vào vị trí của căn nhà. Và mọi người ơi, em Ánh đang đứng rất gần với cái vị trí căn nhà ở trong video này rồi. Từ vị trí của căn nhà ra trục đường 70 kia nó chỉ rơi vào khoảng tầm 40 mét thôi mọi người nhá. Em xin nhắc lại với cái thông số nhà mà em chuẩn bị quay đây mọi người ạ. Diện tích là 32m², xây dựng và thiết kế là 5 tầng. Giá chào bán chỉ 2 tỷ 750 triệu. Ngõ trước nhà là 2m2 mọi người nhá. Mời mọi người vào phần cụ thể căn nhà cùng em. Căn nhà này là chủ nhà có ý định chuyển đổi công tác nên là không sinh sống và làm việc ở đây nữa, nên là muốn gửi bên em bán ấy. Thì đây chính là vị trí của cái căn nhà mọi người ạ. Đó, với hướng nhà là hướng Tây Nam, giá 2 tỷ 75, và để lại toàn bộ nội thất trong ngôi nhà này mọi người nhá. Đó, cửa chính của ngôi nhà thì có hai lớp, với cái cửa có cả cửa sổ ở phòng khách hướng ra phía bên ngoài. Mọi người có thể quan sát cửa ngoài cũng là cửa sơn sắt, sơn tĩnh điện, và bên trong nó là cửa gỗ kính mọi người ạ. Đó, và đây chính là phần phòng khách. Chủ nhà có để lại đồ đạc cũng như là sắp xếp khá là chi tiết tỉ mỉ rồi, mọi người có thể nhìn sơ qua thôi về bộ bàn ghế phòng khách cũng như là bộ bàn ghế làm việc, kệ tivi này, tủ giày này, đó, tủ lạnh cũng như là hệ thống tủ bếp và đồ dùng bếp là gần như là đầy đủ. Ở phía phòng khách thì chủ nhà lắp đặt một chiếc quạt trần trang trí rất là đẹp mắt. Với cái căn nhà 32m², phòng khách, phòng bếp thiết kế cũng rất là đầy đủ tiện ích, đầy đủ mọi cái công năng. Căn nhà này thì chủ nhà mới ở được 1 năm thôi mọi người nhé. Và bây giờ thì anh chị có ý định chuyển đổi công tác nên không sinh hoạt ở Hà Nội, làm việc ở Hà Nội nữa, nên có gửi bên em Ánh bán. Toàn bộ những cái nội thất mà em Ánh quay ngày hôm nay thì là chủ nhà để lại cho bên chủ mới nếu như mà có nhu cầu mọi người nhá. Đây chính là phần phòng bếp đây, mọi người có thể nhìn thấy này, bát đĩa cũng như là lò vi sóng, nồi cơm, bếp ga, hút mùi, tủ lạnh đều được đầy đủ hết rồi, máy lọc nước. Và phía tầng 1 của ngôi nhà thì có một nhà vệ sinh đây, ở góc này rất là đầy đủ, bồn cầu cũng như là hệ thống máy bơm nước lên trên toàn bộ 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cầu thang, tay vịn cầu thang là được là làm bằng gỗ lim mọi người nhá. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2
của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì là được thiết kế tầng 2, tầng 3, tầng 4, là mỗi tầng một phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người nha. Đó, vì còn đồ đạc với lại chủ nhà sắp xếp đầy đủ chi tiết rồi cho nên là căn nhà này thực ra em anh không cần nói quá nhiều đâu. Với mỗi cái căn phòng ngủ thì chủ nhà đều để lại lắp đặt đầy đủ hết rèm này, giường, tủ quần áo, bàn phấn, điều hòa, quạt treo tường. Đó, mọi người có thể nhìn xem một cái diện tích căn phòng ngủ này thì nó rơi vào khoảng tầm hơn 20 mét, cho nên là về cái thiết kế đặt đồ cũng như là set up đồ trong phòng ngủ rất là hợp lý. Giường tủ 1m8, 2m, rất là rộng, bàn phấn rồi là tủ quần áo đây mọi người có thể nhìn thấy này. Và cửa thông phòng của toàn bộ ngôi nhà thì là cửa gỗ lim. Với căn nhà này thì rất là gần với lại Ủy ban Nhân dân phường đầu video mà em Ánh đứng, cách khoảng chỉ tầm 500 mét thôi, và cách với lại trường mầm non, trường tiểu học, chợ dân sinh cũng chỉ tầm 500 mét thôi. Nhà vệ sinh của tầng 2 thì cũng được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ về bình nóng lạnh, đầy đủ về hệ thống sen tắm, bồn cầu, lavabo, rất là đầy đủ và chi tiết. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự giống với tầng 2 thôi mọi người ạ. Và cũng đều có đầy đủ hết giường, rèm, điều hòa cũng như là bàn làm việc, rồi là tủ quần áo, bàn phấn. Bởi vì là cái căn nhà này, bởi vì căn nhà này cái phòng ngủ rất là rộng mọi người ạ, cho nên đấy mọi người có thể quan sát cái cách setup đồ của chủ nhà rất là hợp lý. Trên tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều có hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led tiết kiệm điện, trang trí. Và cái màu sơn chủ đạo của cái ngôi nhà này, chủ nhà để là màu trắng, rất là sáng mọi người ạ. Phòng ngủ đấy mọi người thấy không, xếp giường 1m8, 2m này, rồi là tủ quần áo, bàn phấn mà vẫn còn một cái khoảng không rất là rộng ở đây nữa. Đó. Tầng 3, nhà vệ sinh đây cũng rất là đầy đủ. Đó. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4. Tầng 4 cũng vậy thôi ạ. Cũng được thiết kế một phòng ngủ nữa và một phòng vệ sinh. Với cái căn nhà này thiết kế 5 tầng 3 phòng ngủ, rất là rộng rãi. Phòng ngủ vô cùng rộng rãi, vô cùng rộng, thoáng. Đây chính là trên tầng 4 mọi người nhé. Đó. Tầng 4 của ngôi nhà. Đây, hệ thống cửa thông phòng toàn bộ của ngôi nhà này là cửa gỗ lim, rất là chắc chắn. Giường đây, như vậy thì chủ nhà để lại là 3 điều hòa cũng như là 3 giường ngủ cũng như 3 tủ quần áo, rồi là bàn làm việc. Rất là nhiều đồ vật dụng, bình nóng lạnh. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà xem là cái ngôi nhà này thiết kế như thế nào, có hợp lý hay không. Với cái vị trí của cái căn nhà thì là gần như là gần trung tâm của phường Đại Mỗ. Bước lên tới tầng 5, đây chính là phần khu vực để máy giặt mọi người ạ. Đây. Và đây là phòng thờ của gia chủ. Đó. Và đây là khu vực sân phơi. Như vậy em Ánh quay cũng khá là chi tiết về cái vị trí của cái căn nhà cũng như là cái thông số nhà. Giá bán 2 tỷ 7 năm, diện tích 32 mét, xây dựng và thiết kế là 5 tầng, hướng nhà hướng Tây Nam. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà này hoặc bất kỳ khu vực căn nhà khác, căn hiện tại của bên em Ánh thấp nhất giá chào bán 1 tỷ 300 triệu đồng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Như vậy với lại một số quý khách hàng chỉ cần 500 triệu đồng là có thể sở hữu cho mình một căn nhà mơ ước, sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Và nếu như mọi người xem video của em, nếu như mà thấy hay thì bấm like để ủng hộ em. Nhớ ấn đăng ký kênh và nút chuông để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của em Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.